Cháu đưa bác lên công an để bác đòi công lý cho chị mày. Kìa bác, bác không nhớ bác sĩ dặn gì à? Bây giờ bác giữ sức khỏe rồi muốn làm gì thì làm bác nhá. Mày không thương chị mày à? Kìa, chị cháu cháu xót chứ. Nhưng bây giờ bác phải bình tĩnh, bác nghe cháu, giữ sức khỏe. Bác vừa ra viện cứ như thế này, mày đừng động vào tao. Con ơi, vụ án liên quan đến con gái cô đang tiếp tục điều tra. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo cho cô ngay. Điều tra cái gì? Bao lâu nay có thấy tăm hơi kẻ đã hại con gái tôi đâu? Hay là có chuyện chạy trọt, đúng không? Đề nghị cô bình tĩnh, phát ngôn cẩn trọng. Bây giờ chúng tôi cần cô cung cấp thông tin về một người. Con gái cô có bao giờ kể về người này không? Không. Nó chỉ nói về thằng Hoàng thôi. Cô nhớ lại tất cả những gì liên quan đến con gái cô. Những mối quan hệ, mâu thuẫn hoặc là vay nợ ai chẳng hạn. Những thông tin đó có thể giúp ích cho chúng tôi trong công tác điều tra thuận lợi. Mẹ cô Hà đã bình phục, hiện đang ở bên tôi để đòi công bằng cho con gái. Các anh đã khai thác thông tin về bà ấy chưa? Như các anh đã biết, sau cái chết của con gái, tinh thần bà ấy bất ổn, dẫn đến tình huống bị tai nạn giao thông khá nặng. Trí nhớ và khả năng ngôn ngữ bị ảnh hưởng. Do vậy, việc xác minh và thu thập thông tin bị gián đoạn từ thời điểm đó. Theo như hồ sơ, thì hai mẹ con có mâu thuẫn với nhau. Đúng. Mẹ của Hà bỏ đi lấy chồng. Hai người chỉ gặp lại khi bố của Hà mất. Và mối quan hệ cũng không được gần gũi lắm. Bây giờ mẹ nạn nhân đã bình phục, áp lực phải giải quyết án sẽ càng hơn. Quân giết người, mày tưởng tao sẽ để yên cho mày ở ngoài thế này được à? Là bà, đừng hòng nhá. Bà đừng nói linh tinh trước mặt các con tôi. Cái gì? Trước phòng linh con Hà và hai đứa con mày, mày có dám thề là mày không giết con tao không? Bà nói sai rồi, bố cháu giết người, bà đừng có vu khống. Rồi, tôi đề nghị bà đi khỏi đây. Cần mày đối chất gì thì lên công an. Mày dùng tiền mua chuộc hết họ rồi, chứ nếu không mấy tháng này làm sao mày có thể nhờn nhơ ở ngoài như thế được. Cô đi quá xa rồi đấy. Vụ việc này công an vẫn đang điều tra, chưa có đủ bằng chứng nên chưa khởi tố. Vì thế anh Hoàng chưa thể bị quy kết vào tội giết người. Cô là ai mà dám nói với tôi như thế? Cô có biết được mối quan hệ giữa thằng Hoàng và con gái tôi như thế nào không? Chính con gái tôi trước khi chết, nó đã nói thằng Hoàng sẽ bỏ vợ nó để đến với nó. Thế bây giờ thì sao? Chính con tôi mới là người thiệt mạng, anh biết chưa? Không bao giờ có chuyện đấy. Cái gì? Bà đừng nói linh tinh. Dù ngày hôm nay mày có mua chuộc họ đi chăng nữa, tao thề oan hồn của con tao cũng về đòi mạng mày, mày biết chưa? Biết chưa? Nhắc lại một lần nữa, nếu như chưa có đủ chứng cứ rõ ràng thì cô không có quyền kết tội người khác. Anh cho con vào nhà đi. Này, Quân giết người, mày đứng lại. Tao chưa nói hết. Mày đứng lại, mày đứng lại. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay mày không lên công an thú tội với tao, tao không thể yên cho mày. Chẳng lẽ nào là cô thôi đi. Cháu nghĩ là cô nên về. Việc cô đến đây không giúp ích gì cho việc tìm ra kẻ đã hại con cô đâu. Đừng có cậy đông người mà, ý đông người mà ép tao chứ. Giết người rồi ơi. Mọi người ơi, hãy giúp tôi đòi lại công bằng cho con tôi. Con tôi bị chết oan, nó giết con tôi rồi ơi. Trả con cho tao, trả con cho tao, Quân giết người. Bố ơi, bà nói sai đúng bố. Bà nhầm đấy con ạ, không có chuyện đấy đâu mà. Không phải đâu, em đừng có tin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.